Ra quân làm sân nhà thờ họ Đặng. Chuyện nên giúp sức. Con tim luôn hướng về quê chung, miền Hồng Lĩnh sông Lam bia linh nhân kiệt, chúng ta chung một cội nguồn họ Đặng Hồng Lam, linh thiêng Long Kỳ tiên tổ An Thiên, Hồng Lĩnh Lam Giang tân bia quê, xin vì trường đức cử muôn phong, muôn đời lưu danh đấng tạ thiên lộc. Đất nước mãi ghi ơn con cháu mãi tự hào. Nghĩa nghĩa chung thân đằng tất đằng sâu. Quá xê quá sông sông quá xê. Anh hùng bất nhị nhị anh hùng. Hồng đức tổ tiên người họ Đặng Hồng Lam. Một nơi công thành danh toại. Hướng về đất tổ cùng công đức dựng xây. Tay nắm chặt tay ta nối tình đoàn kết, cùng chung nguồn cội quý trọng yêu thương. Họ Đặng Hồng Lam muôn đời giảng dạy, họ Đặng Việt Nam mãi mãi trường tồn. Con tin luôn hướng về quê chung, miền Hồng Lĩnh sông Lam bia linh nhân kiệt, chúng ta chung một cội nguồn họ Đặng Hồng Lam, linh thiêng Long Kỳ tiên tổ An Thiên, Hồng Lĩnh Lam Giang tân bia quê, xin vì trường đức cử muôn phong, muôn đời lưu danh đấng tạ thiên lộc. Bin rồi. Anh hùng bất nhị nhị anh hùng, Hồng đức tổ tiên người họ Đặng Hồng Lam. Một nơi công thành danh toại, hướng về đất tổ cùng công đức dựng xây. Tay nắm chặt tay ta nối tình đoàn kết, cùng chung nguồn cội quý trọng yêu. Anh niên đổ sóng bê tông bê lên anh em ạ. Đừng có phát trực tiếp ra đây. Không phát tiếp tuyệt nó đăng lên nhóm họ Đặng nhé. Thành niên, thành niên đẹp trai. Cả nhà thân họ Đặng đẹp không? Mà lên mình la mày la khóc.
10 giờ mưa. Công trình đang thi công. Chờ chưa? Anh em chờ vừa hướng chi. Cũng không được này. Ai biết từ là vừa đóng sửa được. Đây là ông gia làng. Xin giới thiệu bác Hoan. Mời chào con cháu thì có mà nó ở trong nam ngoài bắc thì có cả. Ở đây hello các bạn. Đây là bố chị có là chị Lý đẹp gái dứt sộp nó có. Ai đấy thì có nhu cầu về nói chuyện bác Kiệt thì cũng có gì nhiều thùng bia cái gà quái các mít quái gì là đủ. Và bên đi là Lê Sơn đang ngồi gọi là móc máy mấy cái này có là con bột thả giống hay là lao. Cái đi là phải sáng Lê Sơn rồi. Lê Sơn vừa làm vừa tắm mà. Chiến